À, xin chào các anh chị à, sau khi mình đã theo dõi hai clip phía trên thì mình sẽ qua một cái phần cuối cùng đó là phần tổng kết bài đối với lại gel diclofenac natri thì cái mục tiêu ban đầu mình đặt ra đó là điều chế được cái gel dung dịch như vậy gel dung dịch tức là hoạt chất của mình nó phải tan được trong cái môi trường phân tán và trong bài này mình đã sử dụng những cái phương pháp nào để làm tăng độ tan của cái hoạt chất à, cái đầu tiên đó là sử dụng hệ dung môi À, cụ thể trong bài này mình đã sử dụng hệ dung môi đó là ethanol và propylene glycol thì với việc mà mình sử dụng từng cái dung môi à, riêng lẻ và mình à, kết hợp với lại hai cái dung môi trở lên thì nó sẽ giúp làm tăng cái độ tan của cái hoạt chất của mình và với cái tỷ lệ à, hai dung môi này là trong công thức là một hai thì đó là một cái tỷ lệ tối yêu để giúp hòa tan được cái hoạt chất Ngoài cái phương pháp mình sử dụng hệ dung môi thì mình sử dụng thêm một cái phương pháp nữa đó là mình sử dụng cái chất diện hoạt trong công thức cụ thể đó là sử dụng tuyên 80. À, khi mà mình sử dụng một cái chất diện hoạt trong công thức thì nó cũng sẽ giúp làm tăng cái độ tan của cái hoạt chất của mình lên. Và cái phương pháp thứ ba mình sử dụng đó là dựa vào cái yếu tố pH. Thì các anh chị để ý thì cái thành phẩm của mình khi mà mình đo pH là nó có hơi axit và cụ thể ở đây là nằm trong khoảng từ 5.2 đến 5.8 thì với cái đặc điểm cái tính chất của cái diclofenac natri nó sẽ tan tốt được trong môi trường hơi axit à, pH nằm trong khoảng từ 5 đến 7 là một cái pH mà có cái độ tan rất là tốt đối với lại diclofenac natri và cái việc mà để làm sao đạt được cái pH này thì trong công thức mình đã sử dụng một cái thành phần để điều chỉnh đó là một cái chất kiềm hiệu cơ TEA và khi mà một cái chế phẩm mà mình điều chế là gel bôi trên da thì với cái pH mà nằm trong cái khoảng này, pH này thì nó sẽ không gây kích ứng cho da. À, mình đi vào cái phần đầu tiên đó là điều chế carbopol 5% thì đây là cái công thức à, năm phần trăm thì các anh chị sẽ thấy là cái vai trò của glycerin ở trong công thức này là gì? À, trước khi mà mình à, phân tích cái vai trò của glycerin trong công thức thì các anh chị à, nhớ lại cái bước mà mình điều chế phần 5% thì đầu tiên là mình có một cái cốc mình cân cái cốc năm 250 mình cân 20 g glycerin sau đó mình cho phần 5% vào và mình phân tán cho cái carbohydrate của mình nó thấm à, nó thấm một phần nó thấm glycerin và sau đó mình sẽ cho à, từ từ nước à, cụ thể đây là mình cho khoảng hai lần để làm sao mà giúp cho cái carbon của mình nó phân tán trong môi trường nước và trong cái quá trình mà các anh chị làm thì mình sẽ hạn chế cái việc mà mình chi cái đầu đũa thủy tinh lên cái thành của cái cốc bởi vì những cái phần carbon mà nó dính trên thành cốc mà nếu mà các anh chị mình không ngập trong nước á thì những cái đó nó rất là khó trương nở đó là cái về lưu ý khi mà mình làm điều chế carbon 5 phần trăm và cái cốc của mình khi mà mình À, làm cái cặp bô này á, thì cốc của mình nó phải sạch à, nó phải khô à, vậy cụ thể là cái vai trò glycerin ở trong công thức đây là gì thì khi mà các anh chị làm cái mẫu đối chứng nếu mà mình không có sử dụng glycerin thì mình sẽ thấy rất là rõ đó là cái việc mà à, mình cho glycerin capobon nó thấm đều glycerin thì nó sẽ giúp cho cái quá trình trương nở trong nước nó sẽ dễ dàng hơn à, từ đó nó sẽ làm giảm cái thời gian à, phân tán capobon trong nước với giai đoạn thứ hai là điều chế gel diclofenac natri 1% thì đầu tiên à, mình sẽ điều chế cái hỗn hợp một đó là hỗn hợp dung môi của mình đó là ethanol và ừ. propylene glycol. Cái hỗn hợp một này sẽ được tách làm hai phần. À, một phần sẽ được cho vào hỗn hợp 2 và một phần sẽ được cho vào hỗn hợp 3. Hỗn hợp 2 của mình ngoài 1 phần 2 hỗn hợp 1 thì sẽ có các cô 5% và TA. Còn đối với hỗn hợp 3 thì đó là cái hỗn hợp hòa tan hoạt chất bao gồm tuyên 80 à 1/2 hỗn hợp 1 hoạt chất và nibagin. Như vậy là những cái bước lưu ý về phần thao tác trong cái quá trình mà mình điều chế reo một à, natri 1% thì đối với việc mà à, mình cho cái TEA vào thì ở đây các chị lưu ý là mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái hỗn hợp 2 chứ mình sẽ không à, cho qua một cái dụng cụ trung gian. À, cái dụng cụ trung gian bởi vì như ở trên cô đã nói cái vai trò của TA trong công thức đó là một cái kìm và nó sẽ giúp điều chỉnh cái thể à, điều chỉnh cái pH của à, cái gel của mình và bản thân cái TA các anh chị thấy nó rất là nhớt à, như vậy thì mình mà mình lại cần một cái lượng chính xác để điều chỉnh pH như vậy nếu mà mình cân qua một cái dụng cụ trung gian thì nó sẽ gây dẫn đến một cái việc đó là hao hụt TA và cái lượng mình cho vào nó sẽ không có đủ và nó sẽ không đủ để điều chỉnh pH. À, đối với việc hòa tan chuẩn bị cái hỗn hợp 3 này thì mình sẽ cho lần lượt tuyên 80 vào 1 phần 2 hỗn hợp một còn lại. Sau đó mình sẽ hòa tan từ từ hai cái thành phần còn lại đó là hoạt chất và nipagin. Như vậy ở đây các anh chị lưu ý là khi mà hòa tan hoạt chất và nipagin thì mình sẽ hòa tan từng chất một. À, tan xong rồi hoặc chất tan xong rồi thì mình mới cho chất tiếp theo chứ mình không cho hai chất này vào cùng một lúc và sau khi mà mình đã có được hỗn hợp 2 và hỗn hợp 3 rồi Thì mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp 3 và hỗn hợp 2 Thì mình sẽ thu được cái gel Các anh chị lưu ý là mình vừa cho và vừa khuấy và cho từ từ không cho nhanh Bởi vì bản thân cái hoạt chất của mình đang ở cốc số 3 Cái hỗn hợp 2 này mình gọi là gel nền Thì khi mà mình cho như vậy thì nó cho từ từ như vậy thì giúp cho cái quá trình mà hòa tan hoạt chất là tốt nhất Như vậy sau khi mà mình điều chế được cái gel diclofenac natri 1% mình sẽ thấy được cái vai trò của cái ethanol và propylene glycol ở trong công thức à, thì như ở trên cô đã nhấn mạnh cái việc sử dụng ethanol và và propylene glycol đây là hai cái dung môi mà nó giúp tan tốt à, cái à, hoạt chất của mình. Và ngoài ra trong công thức mà cái ý đồ mà mình sử dụng cái ethanol và propylene glycol ở đây là nó sẽ giúp tăng cái tính thấm của cái hoạt chất. Bản thân các anh chị biết là đối với gel dung dịch là nó thân nước, như vậy khi mà mình sử dụng qua da, cái việc mà nó thấm vào sâu bên trong uh, thì nó sẽ khó hơn rất nhiều so với những cái dạng mà uh, có cái dạng có cái hệ phân tán là, là nhũ tương như vậy ở đây mình phải sử dụng thêm một cái chất để làm tăng tính thấm à, giúp cho cái hoạt chất mình nó thấm tốt thì à, cái vai trò ở đây của ethanol và propylene glycol sẽ giúp tăng tính thấm của hoạt chất à, ngoài ra cái propylene glycol này nó sẽ còn thêm một cái vai trò nữa bản thân nó là một cái rượu mà có à, đa chất và trong công thức các anh chị thấy carbon 5% mình sử dụng cũng một uh, um, cũng có ở đây mình sử dụng đó là glycerin uh, cũng có nhiều nhóm OH. À uh, uh, cô nói nhầm nha, ở đây là propylene glycol cũng là có nhóm nhiều nhóm OH và cái glycerin của mình cũng có nhiều nhóm OH và cái bản chất của nó thì nó là những cái chất mà nó nhớt và nó ở đây nó sẽ sử dụng để làm uh, sao mà uh, nó làm tăng cái tính giữ ẩm cho da. Và cái việc mà tăng tính giữ ẩm như vậy thì Cái việc nó sẽ làm khô cái bề mặt da Nó sẽ hạn chế cái việc đấy à, Đồng thời là những cái cái thành phần tái dược của mình Ví dụ như ethanol chẳng hạn Nó sẽ làm giảm cái sự bay hơi của ethanol Tại sao mình lại chia đôi hỗn hợp 1 vào hỗn hợp 2 và hỗn hợp 3 Thì bản thân ở đây mình sẽ thấy là khi mà mình phối cái hoạt chất vào trong cái gel nền mà ở đây ví dụ như bản thân mình trong gel nền mình không có sử dụng hỗn hợp một và trong hộp hợp ba thì nó hoạt chất của mình nó tan tốt rồi mà hỗn hợp một mình nó sẽ uh, chỉ bản thân nó chỉ là nước không thôi đa số là nước thì cái việc mà thay đổi cái môi trường thay đổi cái độ tan hoạt chất uh, từ một cái cốc đang tan tốt qua một cái cốc mà cái môi trường phân tán hoặc chất sẽ kém tan thì quá trình mà mình điều chế reo nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và reo của mình nó sẽ bị đục à, bởi vì cái hoạt chất của mình nó không tan kém tan à, tại sao lại cân trực tiếp ta thì cô đã giải thích ở trên rồi ha rồi cho từ từ thì ở đây nó sẽ à, tại sao lại cho từ từ cái hỗn hợp 3 và hỗn hợp 2 thì ở đây là à, cái việc cho từ từ à, là cái giúp cho cái độ tan của Diclofenac natri à, mình phối vào mình khuấy từ từ vì nếu mà các bạn cho nhanh quá, các chị mình cho nhanh quá thì nó sẽ không à, nó sẽ làm à, à, hạn chế cái quá trình hòa tan của cái hoạt chất của mình và có thể nó sẽ bị tủa hoạt chất lại. Một số lưu ý trong thao tác điều chế carbopol 5% thì cô đã nói ở trên rồi ha. À, cân TA thì mình nhớ là mình sẽ cân trực tiếp và cái hỗ hợp hai À, phối hợp mà từ từ hỗn hợp 3 và hỗn hợp 2 và khi mà phối hợp từ từ như vậy thì mình nhớ mình cho từng ít một và mình khuấy thật là kỹ và sau khi mình đã có reo rồi thì mình sẽ đánh giá một số dị tiêu của reo à, và các anh chị lưu ý ở đây là À, những cái chỉ tiêu mà mình làm trong cái bài này nó chỉ là một phần trong các chỉ tiêu à, đối với dạng bào chế gel mà thôi bởi vì là do mình không có đủ thời gian để làm hết tất cả các chỉ tiêu của gel thì đối với bài này mình sẽ có ba cái chỉ tiêu đánh giá cái chỉ tiêu đầu tiên đó là tính chất tính chất thì gel của mình phải là không màu và trong suốt không màu vì ở đây mình không có sử dụng một cái tá dược nào có màu hết và trong suốt bởi vì cái dạng bào chế của mình là gel là gel dung dịch hoặc chất nó tan trong môi trường phân tán cho nên nó sẽ phải là không màu. Thì ở đây mình sẽ quan sát bằng mắt à, quan sát bằng mắt. Và các anh chị cũng có thể lấy một cái lượng gel mình bôi lên da à, để cảm nhận cái cái thể chất của gel của mình nó như thế nào. À, cái à, chỉ tiêu thứ hai đó là pH. À, pH của mình thì nó là à, từ 5.2 đến 5.8 và mình sẽ sử dụng máy đo pH để đo. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái lượng khoảng tầm 20 đến 30 g làm sao mà đủ cái điện cực của mình nó ngập trong cái gel à, ngập trong cái gel mà mình đo thì nó mới chính xác được. Và à, cái quá trình mà đo sử dụng máy đo pH thì mình đã làm ở cái bài thuốc nhỏ mắt rồi. À, cái quá trình mà mình sử dụng máy đo như thế nào thì các anh chị cũng à, mình áp dụng tương tự. Tuy nhiên ở đây cô muốn nhấn mạnh lại một cái điểm đó là khi các bạn đo các anh chị đo thuốc nhỏ mắt thì bản thân cái dịch của nó không có nhớt, độ nhớt nó nó thấp cho nên là cái việc mình rửa điện cực nó rất là dễ và đối với bài gel đi gel của mình thì mình cũng sử dụng máy đo pH nhưng mà cái độ nhớt của nó rất là cao nó bám dính vào rất là nhiều vào cái điện cực của mình thì ở đây mình phải rửa thật là kỹ ha rửa đến khi rửa có thể cách mình có thể sử dụng mình rửa nhiều hơn 3 lần độ dàng mỏng thì ở đây mình sử dụng hai cái quả cân đó là quả cân 50 và quả cân 100g À, mình sẽ sử dụng hai cái mặt kính Ở đây cụ thể là mình sử dụng cái bộ kính và cái quả cân bộ kính thì nó sẽ có hai mặt mặt trên và mặt dưới như vậy khi làm độ dạng mỏng thì cô sẽ cân một gam gel à, mình sẽ đặt cái mặt kính dưới à, sau đó mình sẽ cân một gam gel lưu ý trong quá trình cân thì mình làm sao cho cái việc Hạn chế tối đa cái việc mà dây cái gel mình ra Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ dàn mỏng Nếu mình dây quá nhiều trên cái mặt kính ha, Mình tập trung làm sao mà mình cân tại một điểm thôi Và khi mà cân xong Thì mình sẽ mang cái mặt kính Đã được cân gel à, Mình đem xuống dưới Và lúc này mình sẽ đặt cái mặt kính trên lên Như vậy à, Khi mà cô đặt mặt kính trên lên Thì bắt đầu mình sẽ tính giờ à, Đúng một phút Thì mình sẽ đo cái đường kính à, Của cái tảng của cái một gel đã được dàn mỏng ra Như vậy ở đây mình phải chuẩn bị sẵn cái gì? Thứ nhất đó là cái đồng hồ để theo dõi thời gian Thứ hai đó là cái thước để mình đo Như vậy sau khi mà mình đo xong rồi Thì mình sẽ tiếp tục mình đặt cái quả cân 50g lên Và mình cũng đợi một phút Sau một phút mình lấy quả cân 50g xuống Và mình lại tiếp tục đo cái đường kính Và tương tự cho cái quả cân 100g Như vậy là mỗi lần cân như vậy Cô sẽ xác định được độ dàn mỏng tương ứng với không sử dụng quả cân sử dụng quả cân 50 và sử dụng quả cân 100g. Và đối với độ dàn mỏng này thì các anh chị sẽ làm cho cô lặp lại 3 lần là mình sẽ lấy giá trị trung bình Và sau khi mà mình lấy được độ dàn mỏng ở đây mình sẽ có số liệu cụ thể là mình có cái đường kính dàn mỏng là bao nhiêu từ đó mình tính ra được cái diện tích dàn mỏng và ở đây mình sẽ sử dụng <laughs> cái um, ANOVA để phân tích cái sự khác uh, có sự khác nhau hay không uh, giữa uh, cái kết quả mà các anh chị làm với lại cái uh, tiêu chuẩn cơ sở đưa ra uh, một số lưu ý trong cái thao tác khi mà mình đánh giá một số chỉ tiêu của gel đó là việc sử dụng máy đo pH các anh chị nhớ là mình phải rửa thật là kỹ ha mình phải rửa thật là kỹ bởi vì đây là bản thân gel nó rất là nhớt À, sử dụng dụng bộ dụng cụ dàn mỏng thì mình phải nhớ là mình sử dụng đúng cái mặt trên mặt kính trên và mặt kính dưới bởi khi bởi vì cái khi mà mình sử dụng sai mặt kính như vậy á, cái khối lượng nó mặt kính trên nó bị thay đổi như vậy là cái à, cái khối lượng khi mà thay đổi như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ dàn mỏng à, sau khi mình điều chế xong bán thành phẩm thì mình sẽ đóng chai bán thành phẩm mình sẽ đóng chai 80g dán nhãn à, nhãn thì các anh chị mình sẽ theo dõi À, mình có thể tham khảo cái phụ lục nhãn ở phía sau giáo trình. Còn đối với việc đóng chai 80g thì ở đây à, bộ môn sẽ đưa cho các anh chị một cái chai và mình sẽ đóng. Như vậy là để đóng được một cái chai 80g thì bắt buộc ở đây mình phải cân. Và cái phần cuối cùng trong cái phần tổng kết bài của cô thì mình sẽ đi qua lại các thành phần trong công thức và phân tích các vai trò của cái thành phần này trong công thức. Như vậy bản thân diclofenac natri là một cái hoạt chất À, kháng viêm steric à. và mục tiêu của mình là điều chế được cái gel à, dung dịch chứa hoạt chất diclofenac natri một phần à, trăm capobone ở đây là có vai trò đó là một cái chất à, tái dược tạo gel à, capobone năm phần trăm thì à, ở phần trên thì cô chưa nói thì ở đây cô sẽ nói nói lại nói cho các anh chị à, với capobone này á thì bản thân nó là một polymer và polymer nó có tính axit và nó tạo thành một cái gel không sánh ha các anh chị nhớ là khi mà mình điều chế carbopol năm phần trăm thì cái gel của mình bản thân nó không quá sánh và cái cái bản thân carbopol lúc này nó hơi đục cho đến khi mà mình cho ta vào thì lúc này mình sẽ thấy cái gel của mình gel nền của mình nó rất là sánh và trong như vậy cái carbopol của mình bản thân nó là một cái polymer và cấu tạo từ các acid, cấu tạo từ axit cho nên là cái bản thân các của mình nó sẽ có tính axit. À, và chính vì lý do đó mà mình sử dụng một cái kìm trong công thức à, đó là TA. À, cái kìm này nó sẽ làm à, điều chỉnh cái thể chất của cái carbopol, nó sẽ tạo thành một cái gel sánh ha, gel sánh và nó sẽ điều chỉnh được cái pH mà mình mong muốn, tức là một cái pH tối ưu để giúp mình hòa tan được cái hoạt chất của mình là diclofenac natri. Ethanol và propylene glycol thì nó vai trò chính là việc sử dụng hệ dung môi để hòa tan được cái hoạt chất của mình để hòa tan được hoạt chất của mình. Ngoài ra ethanol và propylene glycol thì nó sẽ giúp tăng tính thấm bởi vì bản thân ở đây Diclofenac natri là gel dung dịch cho nên là cái cái khả năng thấm của cái dạng bào chế là dung dịch thì nó sẽ kém hơn một cái số cái hệ phân tán khác như là nhũ à, tương. À, chính vì vậy trong công thức mà mình sử dụng một cái thành phần để tăng cái tính thấm và ngoài ra propylene glycol và cái uh, glycerin trong carbon 5% trăm nó là nó có uh, cái thể chất đó là uh, sánh và khi mà mình dùng như vậy thì nó sẽ giúp uh, làm ẩm da tránh bay hơi bề mặt và cũng như là tránh một số cái thành phần tái dược trong công thức bay hơi cụ thể ở đây là cồn 96 Nibagin nó là chất bảo quản ha, nibagin đó là chất bảo quản. À, à TA thì cô nói rồi và tin 80 là sử dụng trong công thức là đối với vai trò này là chất diện hoạt giúp tăng cái độ tan của hạt chất. Rồi phần tới, tổng kết bài của cô đến đây là kết thúc. À, nếu mà các anh chị có bất kỳ một cái thắc mắc nào hay là bất kỳ một cái câu hỏi nào muốn trao đổi thêm thì cô sẽ tạo một cái forum bên dưới các anh chị có thể đặt câu hỏi và cô sẽ trả lời thắc mắc cho các anh chị chúc các anh chị học thật tốt môn thực hành bào chế và hẹn gặp lại các anh chị sau khi mà mình hết dịch thì mình sẽ quay lại lớp để tiến hành điều chế gel Diclofenac natri một